tập lúm chân hay sao? Ai thấy thảy tập lúm chân kìa. Thảy lại đi. Đúng rồi, đúng rồi. Kêu mấy này đi ra. Mày đi ra, chở mình tới đây. Lại đó làm trả thôi. Đây đây. Tốt lắm không? Đi đi thấy. Rồi luôn rồi, bắt rồi, tới công chuyện rồi. Ê, thấy kìa. Không sao, không sao. Vẫn còn thằng này hết cuốn nè. Rồi, lên chở cho bạn ơi. Con ở đây nè. Ai bắt được? Đó, đạt chơi, phát chơi không? Phát chơi lấy dép bán à. Nè, dép nè. Sao không lấy cái lon sữa tươi chơi? Đâu, còn đây nè, chơi. Đó, bác. Ở đây, đúng rồi. Mẹ ơi, mượn nha. Không có mượn. Mượn đi đâu. Ra ngoài, chỗ người ta chơi à, thằng lon. Phát chơi không? Tới 10 là quầy nha. Tới 10 là quầy nha. Tới 10 là đến tới 10 là quầy. Ôi. Đang cô Bi. Cô Bi. Đây nè. Đây đây. Đây đây. Chị về Bi. Chị ra người ta thi chúng chi đó. Chết mẹ ai. Chưa. Bỏ nước cái gì vậy? Bỏ đâu có nước mà. Có nước mà. Có nước mà ít quá. Có xíu à. Ừ được rồi. Trời đâu quá nó giờ ba cái rồi. Ba cái. Ba cái. Rồi luôn. Biết không ơi. Ba cái này chơi chứ mười. Quê ơi. Quê thì lỗi. Quê lại đó. Đi tới mười đúng rồi. Rồi đủ ha xong rồi. Rồi. Chim. Rồi rồi. Rồi. Ê, trời trời. Chưa, mua chim. Không sao, mua chim. Trời, bảo quá. Ở đây ngồi. Ghê lấy giấy thầy. Ngồi đây nghe. Ngồi nghe. Gì vậy? Từ từ. Thôi. Kìa lại đó, hỏi với mình chim kìa. Không sao. Đồ hả bố. Đồ hả bố. Đồ hả bố. Đồ trời ơi, vui gì nha, đứng từ từ thôi. Đã tắt như quần què ta vậy. Nó giờ 4 cái rồi đó. Rồi nữa rồi đó. Rồi, rồi hiểu rồi, mày tao hiểu đi. Rồi đạt rồi đó. Chưa. Nhẹ thôi, cái mạnh quá. Đạt hết rồi. Phi hôn cái dép mày được rồi. Ừ. Đạt nữa rồi. Thôi. Bắt đây à, chứ không về đi. Có mấy người à? Thôi về đi để đừng. Đừng. Tại cho nó quệ luôn đi.